Cộng sản Việt Nam khẩn cấp chặn gia cầm nhập lậu từ Trung Cộng. Tin đến từ Hà Nội, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu nhà cầm quyền các tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm từ Trung Cộng. Yêu cầu của bộ này đưa ra sau khi phát hiện trong thời gian gần đây việc nhập cảnh bất hợp pháp gia cầm từ Trung Cộng vào Việt Nam gia tăng, làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh dịch như cúm AH5N1 và cúm AH7N9. Việc nhập lậu gia cầm giống từ Trung Cộng được xác định làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước vì tiềm ẩn nguy cơ các loại bệnh dịch. Báo chí nhà nước đưa tin, công an và biên phòng các tỉnh ở biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn phát hiện nhiều vụ nhập lậu hàng chục ngàn con giống vịt ngang ngỗng từ Trung Cộng. Trong tuần này, Thái Lan tuyên bố dừng nhập cảng thịt lợn từ Việt Nam để tránh dịch tả châu Phi. Sự việc tương tự có thể xảy ra đối với sản phẩm gia cầm nếu Việt Nam không thể khống chế sự lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh gia cầm vốn có nguồn bệnh từ Trung Cộng. Tuy nhiên, việc ngăn chặn nhập cảng lậu gia cầm từ Trung Cộng rất khó khăn vì có nhiều mạng lưới buôn lậu cùng với sự tiếp tay của nhân viên tham nhũng trong bộ máy nhà nước, công an và biên phòng.